Rồi, em xin chào cả nhà nhé. Hôm nay buổi đăng trưa đấy, cái công cuộc ghép lan đấy cả nhà. Đấy. Cho mọi người ngắm qua cái công cuộc một chút. Đấy. Tối nhá, nhớ mọi người là dành cho em xin một nút like. Tối buổi vẫn 9 giờ em sẽ lên hình. Thời tiết Lai Châu thì hôm nay rất nắng ấm và đẹp. Rất nắng ấm, em mời mọi người đi sang bên này một chút. Đăng trưa quay luôn cho nó nóng hổi. Hàng tươi cả nhà nhá. Tầm này thì về làm mọi người làm quà biếu và này, trước khung cảnh nhà em này đấy, toàn núi non cả nhà nhá. Đấy, xung quanh nó là núi hết này. Xung quanh là núi kia, kia nhà em ấy. Nhà em này. Đấy, nhà già lan nan đấy, già lan đấy. Thời tiết rất nắng ấm đây. Cái này là thưa với cả nhà, đây là sâm đương quy, hôm nay được một lô cực kỳ là đẹp, toàn củ to củ đẹp cho cả nhà về làm quà Tết hoặc là ngâm rượu để uống cho bồi bổ sức khỏe nhé. Thì thưa với cả nhà, cái này thì tác dụng của nó là tăng lượng máu cho cơ thể, tăng sức đề kháng này, bổ dưỡng, tăng cường sinh lý. Đấy. Thì thưa với cả nhà, cái này thì ví dụ hai cái củ, như hai cái cứ hai cái củ này, hai cái củ này là em bán cho mọi người là 150.000 cứ hai củ như cả nhà, hai củ. Và hai củ này thì mọi người có thể là ngâm được với hai là 5 lít rượu, và tối thiểu nhất là cái sâm đương quy này mọi người phải ngâm trong vòng 3 tháng là mọi người sẽ uống được. Còn riêng rượu thì mọi người cứ càng ngâm lâu thì càng tốt. Hai củ này được 5 lít cả nhà nhé, rất đẹp. Và cái này thì em đã rửa sạch này. Nhiều khi là em lần trước em bán cho mọi người về nhiều bác ấy bảo là về đến nơi thì nó bị khô ấy. Nó để trong hộp lâu thì nó bị khô, đâm ra dẫn đến là khi rửa bằng máy xịt xe ấy, thì nó rất là chi là khó. Đâm ra bây giờ thì em lại làm luôn cho mọi người, có nghĩa là đào lên, mới đào lên cái là bắt đầu rửa thì nó rất dễ dàng và nó sạch sẽ ngon lành cành đào. Và để đảm bảo hơn nữa thì khi mọi người mua ấy, thì em sẽ hút chân không cho mọi người, em sẽ ủ rượu. Ủ rượu là như thế nào đấy, những cái củ này cực kỳ đẹp, càng củ to càng sần súi này là nó rất là già củ như cả nhà nha. Làm quà biếu ngày Tết thì cực kỳ là tuyệt vời luôn cả nhà. Thì đây thì hôm nay lấy một ít để em phơi đây, được cái nắng hôm nay trời nắng rất đẹp nên ra là cái này là phải phơi đã sau bắt đầu là nó ráo nước nó khô thì bắt đầu em mới đưa vào hút chân không. Đấy, đưa vào hút chân không và gửi cho mọi người. Đấy, đã cho rượu vào để ủ rồi và hút chân không nữa thì cái củ này về là rất đảm bảo cho mọi người, thì gọi là tuyệt đối ấy. Còn cái lá này mọi người thì về có thể xào với thịt bò. Còn ông bà bố mẹ nào mà không uống rượu thì mọi người có thể lát những cái củ này ra để vào tủ lạnh để ăn dần. Ví dụ xào nấu các món ăn hay là nấu lẩu ấy, lẩu cho vào bên trong cực kỳ, cái nồi lẩu rất thơm và nó bổ dưỡng, tại vì nó là sâm, sâm đương quy thì nó có các công dụng các thứ là như cái dòng họ nhà sâm là nó rất bổ cho sức khỏe, nên mỗi người mua làm quà biếu này thì tí nữa lên thành củ lên thành bình nó cực kỳ là đẹp làm quà biếu và giá nó rất chi là hợp lý, cứ 150.000 một hai củ nhé, 152 150.000 hai củ, nó cứ đều đều nhau như này thôi cả nhà nhá. Rất mong là cô chú toàn thể gia đình mình xem thì cho em xin một nút đăng ký kênh nhá. Trời Lai Châu hôm nay cực kỳ là đẹp luôn. Đây em mang ra cái sân 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 bóng chuyền phơi cho mọi người. Thật ra là rất sạch sẽ, đẹp đẽ và ngon lành. Nói chung là em mà bán cho mọi người cái gì thì đầu tiên nó là an toàn về vệ sinh là đầu tiên đã. Nó sạch sẽ, đẹp đẽ, ngon lành đấy. Cho mọi người ngắm cái không gian của em. Vườn nhà em thì nó cũng xung quanh là đồi núi nên ra khí hậu rất mát. Bao giờ bác nào mà có dịp lên Lai Châu thì nhớ ghé qua vườn lan Cường Huệ ở em để chơi cả nhà nha. Đấy, khu nhà em ở bây giờ nó vẫn rất thưa dân. Chỉ quanh quanh đây chỉ có mới nhà thôi. Quanh quanh đây chỉ có mới nhà thôi. Rất mong cùng toàn thể gia đình mình ủng hộ nha.
cứ 150.000 một cân nhá, và đã làm sạch sẽ hết cho mọi người về, chỉ việc mọi người chỉ việc là lên bình cho em thôi nhá. Trong thì em ủ rượu nó rất đảm bảo. Rồi em cảm ơn mọi người, mời mọi người qua cái món tiếp theo của nhà em nhá. Đây cả nhà nhá. Những cái món khác thì em không nói, tại vì là em cũng không không biết. Là riêng mọi người mà bác nào mà dùng ba cái loại như thế này, bốn loại như thế này thì mọi người ủng hộ em nhá, nó thật sự là cũng từ cái tâm thôi. Những cái này là cái từ cái tâm, là có nghĩa là chè này thì em đang uống này, chè ngon và chè ngon nhất ở trên Lai Châu, gọi là ngon nhất, nó là chè của đội 2 và chỗ người nhà em làm tin tưởng sạch sẽ, gọi là chè sạch. Mọi người đằng nào mọi người mua ở chỗ nào đi chăng nữa thì cũng mất tiền thôi, nhưng mà biết ở đâu chỗ em và tin tưởng thì mọi người mua uống thì mua ủng hộ cho em nhá. Ví dụ như chè đây, chè gọi là chè đội 2, khoai đội 6 ở trên Lai Châu đây, chè này là 150.000 một cân cả nhà nhá. Cô chú chuẩn bị Tết đến nơi rồi, kể cả bác nào mà sắp giáp giáp Tết, mọi người muốn làm quà biếu những cái đồ như thế này thì mọi người cũng ủng hộ em nhá. Rất mong là mọi người tin tưởng em. Chè là 150.000 một cân. Còn riêng mật ong, mùa đông đến rồi. Mùa đông thì cái mật ong này là ăn cho tất cả các thành viên trong gia đình. Đấy. Nó giữ ấm cho cơ thể mùa đông này. Đấy, nhất là các bác, ví dụ như các bác ở vùng lạnh ấy, người ta hay dùng này, đặc biệt là nó giữ ấm cho cơ thể. Nó là một cái vị thuộc gọi là thần dược ở trong nhà, nó thật ra. Nó là mật ong rừng cả nhà nhá. Mật ong rừng, nhưng mà kiếm được mật ong rừng thì nó sẽ chuẩn. 400.000 một lít mật ong rừng nhé cả nhà nhá. Ăn các loại khác thì mất nhiều tiền, nhưng mà những cái này thì mình mua một chai mình dùng cả năm cả nhà nhá. Có 400.000 một lít dùng cho toàn thể các thành viên trong gia đình. Còn rượu xoa xoa bóp. Rượu xoa bóp thì mùa đông thế, mọi người mà có ông bà bố mẹ người cao tuổi, nhất là xương khớp các thứ mà đau mỏi thì mọi người cứ mua thử về đi, em nói thật đấy, mua thử về dùng một lần xem sao. Có 100.000 một chai thôi, nhưng ngay bản thân em này, em là thanh niên năm nay cũng ba mấy tuổi nhưng mà là thanh niên, nhưng mà dùng này em thấy là thoa vào xoa không được uống đâu cả nhà nhá. Nó xoa nó rất, nói chung là nó nóng nóng cái chỗ đi xoa, và đến lúc nó giảm 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 cái mỏi mệt, mà nói chung là có tác dụng em thực sự luôn, mọi người có tác dụng rất tốt nhé cả nhà nhé. 100.000 một chai đấy, là đây chẳng qua là em dùng rồi thì em mới biết để em nói như thế thôi, nhưng thực sự không kinh qua thì không thể dám tự dưng mang những này về bán cho mọi người đâu cả nhà. Ví dụ chai sâu răng này như thế, chai sâu răng này thì cũng 100.000 một chai, mà bác nào sâu răng nó thật sự là chỉ ngậm thôi nhá, ngậm cũng không được uống nhá, tại vì nó là rễ cây của người dao đỏ, người ta công thức gọi là bài thuốc gia truyền người ta làm lên. 100.000 một chai, ngậm trong vòng tầm 15 phút là có tác dụng cả nhà nhá, thấy rất êm răng này, mới đầu mình ngậm êm răng này. Cái thứ hai là sâu là nó sẽ giảm, dạ em cảm tưởng nó sẽ không, nó giảm cái đau xuống và nó có cái tác dụng về về lâu về dài gì đấy đấy, nhưng mà tùy theo cơ địa từng người nữa. Riêng cái này thì như em dùng thì em thấy thấy như như vợ em dùng là thấy có tác dụng và tốt về lâu về dài, còn mọi người thì có thể là theo cơ địa thì tùy từng người nhé cả nhà nhé. Nhưng nó rất lành tính, nó chỉ bằng là những cái rễ cây của trên 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 rừng thôi cả nhà nhá. Rất mong cô chú toàn thể gia đình mình nhớ là Vườn Lan Cường Huệ có bốn cái sản phẩm như thế này, và đã dùng và đang có loại thì đang dùng, thì mọi người thấy tốt thì muốn giới thiệu cho mọi người, mọi người nhớ và khi mà có nhu cầu thì giới thiệu và ủng hộ em nhé cả nhà nhá. Rồi em mời mọi người qua tiếp theo, hàng tiếp theo nhá.